Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp bài số 9 trong chương trình địa lý lớp 9. Đó là bài sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản. Nội dung thứ nhất chúng ta tìm hiểu đó là ngành lâm nghiệp. Và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi trong nội dung thứ nhất này. Câu hỏi thứ nhất là hãy nêu vai trò của rừng. Rừng có vai trò như thế nào đối với đời sống con người các em? Rừng có rất nhiều vai trò. Vai trò thứ nhất, rừng giữ cho môi trường không khí được trong lành do chức năng quang hợp của cây xanh. Rừng là một nhà máy sinh học tự nhiên thu nhận khí CO2 và cung cấp khí oxy cho bầu khí quyển. Vai trò thứ hai là rừng điều tiết dòng nước, chống lũ lụt, xói mòn, điều hòa được dòng chảy của các con sông. Vai trò thứ ba là rừng bảo vệ độ phì nhiêu và bồi dưỡng tiềm năng cho đất. Ở những vùng có đủ rừng thì dòng chảy bị chế ngự, ngăn chặn được sự bào mòn, làm mỏng lớp đất mặt. Rừng còn liên tục tạo ra các chất hữu cơ cung cấp lại cho đất, tạo ra cho đất tốt và đất tốt sẽ nuôi lại rừng tốt. Vai trò thứ tư của rừng là rừng có vai trò là chống cát di chuyển ở ven biển, che chắn cho vùng đất bên trong nội địa. Rừng giữ bảo vệ đê biển, cải tạo vùng đất chua phèn. Và vai trò thứ năm là rừng cung cấp gỗ, cung cấp lâm sản, thực phẩm, dược liệu, nguồn gen quý. Và vai trò thứ sáu là rừng là nơi cư trú của các động vật hoang dã và cũng là nơi tham quan ngắm cảnh và du lịch. Như vậy thì chúng ta thấy rừng có vai trò rất lớn đối với đời sống con người của chúng ta. Câu hỏi thứ hai là hãy nhận xét về thực trạng nguồn tài nguyên rừng của nước ta. Nói về thực trạng của nguồn tài nguyên rừng của nước ta, trước đây ở nửa thế kỷ trước, Việt Nam là một nước giàu về tài nguyên rừng, nhưng mà hiện nay thì nguồn tài nguyên rừng đã bị cạn kiệt ở nhiều nơi. Vào năm 2000 thì tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng ở nước ta là gần 11,6 triệu ha và độ che phủ tính chung cho toàn quốc là 35%. Đến năm 2007 thì cái tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng ở nước ta đã tăng lên là 14,5%. Và cái độ che phủ tính chung cho toàn quốc là đã tăng lên 43,8%. Mặc dù vậy, cái tỷ lệ này vẫn còn thấp ở nước ta bởi vì nước ta 3 phần 4 diện tích là đồi núi, với cái tỷ lệ che phủ rừng như vậy thì vẫn còn ở mức thấp. Vậy nguyên nhân nào khiến cho rừng ở nước ta ngày càng bị cạn kiệt? Thì có rất nhiều nguyên nhân khiến cho rừng ngày càng cạn kiệt. Nguyên nhân thứ nhất đó là do chiến tranh, ảnh hưởng của bom đạn, chất độc hóa học đã làm cho diện tích rừng bị suy giảm. Nguyên nhân thứ hai đó là do cháy rừng. Nguyên nhân thứ ba đó là do mở rộng diện tích đất canh tác nông nghiệp để sản xuất lương thực, như là người dân ở vùng núi người ta thường đốt rừng để làm rẫy, mở rộng diện tích đất canh tác, hoặc là nạn chặt phá rừng để lấy gỗ, hay là chăn thả gia súc, phá rừng trồng cây công nghiệp mà hoặc là trồng cây đặc sản vân vân, cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cạn kiệt cái nguồn tài nguyên rừng ở nước ta. Như vậy thì khi cái nguồn tài nguyên rừng bị cạn kiệt như vậy thì nó sẽ gây nên những cái hậu quả gì? Thì chúng ta đã nắm được cái vai trò của rừng đó, thì chúng ta biết là rừng có vai trò là phòng chống thiên tai, ngăn chặn lũ lụt, xói mòn, sạt lở đất. Như vậy thì nếu như diện tích rừng bị suy giảm thì vào trong mùa lũ, trong mùa mưa lũ thường hay sẽ xảy ra nhiều hơn, sức tàn phá nhiều hơn, gây thiệt hại cho người cũng như là về tài sản và sản xuất rất lớn. Còn trong mùa khô thì sẽ gây ra nạn hạn hán. Tiếp theo đây chúng ta sẽ quan sát một số cái biểu đồ các loại rừng ở nước ta. Biểu đồ thứ nhất đó là biểu đồ cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Trong cái biểu đồ này
chúng ta thấy có ba màu sắc khác nhau thể hiện ba loại rừng. Thứ nhất đó là rừng sản xuất màu xanh dương nè, chiếm 40,9%. Kế đến đó là rừng phòng hộ chiếm 46,6%, và khu rừng thứ ba đó là rừng đặc dụng chiếm 12,5%. Như vậy mỗi một loại rừng nó có những cái đặc điểm, những cái chức năng riêng. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng loại rừng một. Thứ nhất đó là rừng sản xuất. Rừng sản xuất là đây là cái khu rừng chuyên cung cấp nguyên liệu gỗ để xuất khẩu hoặc là nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ. Và cũng trong việc trồng rừng sản xuất này sẽ tạo nên công ăn việc làm và giúp cải thiện đời sống của người dân vùng núi. Khu rừng thứ hai đó là rừng phòng hộ. Đây là các cái khu rừng đầu nguồn ven biển. Rừng này có cái vai trò là góp phần hạn chế thiên tai, bảo vệ môi trường. Và tiếp theo đó là khu rừng đặc dụng. Đây là những cái khu vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái và các giống loài quý hiếm, phát triển du lịch. Tiếp theo đây chúng ta sẽ quan sát một cái lượt đồ. Đây là cái lượt đồ về du lịch của Việt Nam chúng ta. Dựa vào lượt đồ hãy xác định và kể tên một số khu vườn quốc gia ở nước ta. Chúng ta nhìn cái lượt đồ này, chúng ta thấy có rất nhiều những cái ký hiệu về các cái khu vườn quốc gia. Đi từ Bắc tới Nam chúng ta thấy có rất nhiều khu vườn quốc gia. Nước ta có tới 34 khu vườn quốc gia, và những khu vườn quốc gia tiêu biểu như là vườn quốc gia Ba Bể nè, vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn nè, vườn quốc gia Tam Đảo nè, vườn quốc gia Cúc Phương. Rừng quốc gia Cúc Phương này là cái khu rừng quốc gia được thành lập đầu tiên ở nước ta vào năm 1966. Tiếp theo đó là những cái khu vườn quốc gia nên như là Pù Mắt nè, Vũ Quang, Động Phong, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, rồi vườn quốc gia Bạch Mã nè. Tiếp theo đó là những cái vườn quốc gia ở Tây Nguyên như là Dốc Đôn nè, hay là Chư Chanh Xin. Và đi xuống phía dưới nữa thì chúng ta thấy có cái khu vườn quốc gia Nam Cát Tiên nè. Khu vườn quốc gia Nam Cát Tiên này nằm giữa ba tỉnh đó là Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước. Và đi xuống phía nam nữa thì chúng ta thấy vườn quốc gia Tràm Chim nè của Đồng Tháp, và các cái khu vườn quốc gia U Minh Thượng, U Minh Hạ, hay là vườn quốc gia Cà Mau, Phú Quốc. Như vậy là chúng ta thấy là ở nước ta đi từ Bắc tới Nam có rất nhiều những cái khu vườn quốc gia. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái tình hình phát triển của ngành lâm nghiệp của nước ta. Hiện nay cái ngành lâm nghiệp của nước ta gồm có hai hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất đó là hoạt động khai thác gỗ. Hàng năm nước ta khai thác khoảng 2,5 triệu mét khối gỗ trong một năm, và gỗ chỉ được khai thác ở khu rừng sản xuất ở Trung Du và miền núi. Và cái hoạt động thứ hai đó là chế biến gỗ. Ngành công nghiệp chế biến gỗ cũng như là chế biến lâm sản được phát triển thường gắn liền với những cái vùng có nguồn nguyên liệu. Chúng ta thấy các cái cây gỗ sau khi được xử lý, được cưa xẻ thành những cái tấm ván như như thế này. Và từ những cái tấm ván này người ta đã đóng nên những cái vật dụng như là bàn ghế, tủ giường mà chúng ta thấy trong mỗi gia đình đều có những cái vật dụng này. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi kế tiếp là việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì và tại sao chúng ta phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng. Như vậy thì khi nãy chúng ta đã nghe nói về vai trò của rừng rồi. Như vậy rừng có cái lợi ích là bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế thiên tai và cung cấp nhiều lâm sản cho đời sống của con người. Và tại sao chúng ta phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng? Thì như chúng ta biết là con người không thể ngừng cái việc khai thác
rừng vì những lợi ích của mình, nhưng nếu khai thác một cách quá mức sẽ dẫn đến sự cạn kiệt về nguồn tài nguyên rừng. Vì vậy, việc khai thác phải đi đôi với việc bảo vệ rừng, phải trồng rừng để tạo ra cái nguồn tài nguyên cho rừng. Tiếp theo đó là việc trồng rừng ổn định việc làm, nâng cao đời sống của người dân vùng núi, và quan trọng là rừng bảo vệ môi trường. Như vậy, để bảo vệ môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại thì chúng ta phải bảo vệ và phải phát triển trồng rừng nhiều hơn nữa. Chúng ta phải xem bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Sau đây chúng ta xem cái hình ảnh về mô hình kinh tế trang trại nông lâm kết hợp nè. Như vậy, cho biết ý nghĩa của mô hình kinh tế nông lâm kết hợp. Với việc xây dựng cái mô hình kinh tế trang trại nông lâm kết hợp này, nó sẽ phù hợp với cái địa hình nước ta là 3 phần tư là đồi núi. Đồng thời với cái mô hình kinh tế trang trại nông lâm kết hợp này, chúng ta có thể vừa phát triển kinh tế mà vừa bảo vệ và tái tạo đất cũng như là rừng, đồng thời nâng cao đời sống của người dân. Đó là phần nội dung thứ nhất chúng ta đã tìm hiểu qua, đó là hoạt động lâm nghiệp. Đây là cái phần ghi bài của các em và cô sẽ gửi cái phần nội dung ghi bài cho các em sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái nội dung thứ hai, tìm hiểu tiếp cái ngành thủy sản ở nước ta. Đầu tiên chúng ta nói về cái nguồn lợi thủy sản. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất là nước ta có những cái điều kiện thuận lợi gì để phát triển ngành thủy sản? Cô lặp lại câu hỏi là nước ta có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển ngành thủy sản? Xét về tự nhiên thì nước ta có cái đường bờ biển từ Bắc đến Nam. Đường bờ biển của nước ta dài 3.260 km, và với cái vùng đặc quyền kinh tế rộng và cái nguồn lợi hải sản ở vùng biển nước ta rất là phong phú. Trong vùng biển nước ta có khoảng 2.000 loài cá và 1.647 loài giáp sác, trong đó có hơn 100 loài tôm và hơn 2.500 loài nhuyễn thể, với hơn 600 loài rong với nhiều đặc sản quý như là hải sâm, bào ngư, sò điệp, vân vân. Và nước ta từ Bắc đến Nam có 4 ngư trường lớn. Ngư trường thứ nhất đó là ngư trường Cà Mau, Kiên Giang. Ngư trường thứ hai đó là Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu. Và ngư trường thứ ba đó là Hoàng Sa, Trường Sa. Và tiếp theo đó là ngư trường thứ tư đó là Quảng Ninh và Hải Phòng. Như vậy chúng ta quan sát trên cái lược đồ nè, chúng ta thấy có bốn cái ngư trường biển, có bốn ngư trường biển. Dọc bờ biển ở nước ta có nhiều bãi triều và đầm phá, có rất nhiều những cái dải rừng ngập mặn thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở các vùng ven biển, ven các đảo hoặc là ven các vũng vịnh, có điều kiện thuận lợi cho chúng ta có thể nuôi trồng thủy sản nước mặn. Và bên cạnh đó, nước ta còn có nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ, các vùng trũng ở đồng bằng cũng có thể nuôi tôm cá nước ngọt. Đó là về tự nhiên. Còn về dân cư xã hội thì chúng ta biết là nước ta là một nước có nguồn lao động dồi dào, và người lao động của nước ta có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là trong nông nghiệp, ngư nghiệp cũng như là lâm nghiệp. Họ có rất nhiều những cái kinh nghiệm trong việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, cái nhu cầu về mặt hàng thủy sản trong và ngoài nước trong những năm gần đây đã tăng lên rất là nhiều, và những cái chính sách đổi mới của nhà nước về việc phát triển ngành thủy sản giúp cho ngành thủy sản nước ta phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh những cái mặt thuận lợi đó thì ngành thủy sản gặp không ít những cái khó khăn trong quá trình phát triển. Khó khăn thứ nhất là về tự nhiên. Nước ta hàng năm có khoảng từ 9 đến 10 cơn bão xuất hiện ở Biển Đông, và mỗi khi bão xuất hiện sẽ gây thiệt hại
về người cũng như là tài sản của ngư dân, và đồng thời cũng hạn chế số ngày ra khơi của người dân. Bên cạnh đó là ở một số vùng ven biển, môi trường bị suy thoái do bị ô nhiễm nguồn nước biển, khiến cho cái nguồn lợi về thủy sản bị suy giảm. Về kinh tế xã hội thì nghề nuôi trồng thủy sản đòi hỏi phải có vốn lớn, trong khi đó nguồn phần lớn cái nguồn người dân cư ở nước ta là còn nghèo, nên cái quy mô ngành thủy sản còn nhỏ. Cái khó khăn kế tiếp nữa đó là các tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt ở nước ta là còn lạc hậu, chậm đổi mới, do vậy năng suất lao động còn thấp, và việc đánh bắt chỉ tập trung đánh bắt ở ven bờ, chưa chưa có đánh bắt xa bờ. Việc nuôi trồng thủy sản còn mang tính chất quảng canh nên năng suất thấp. Các cái hệ thống cảng biển cũng chưa đáp ứng được nhu cầu, và bên cạnh đó việc chế biến thủy sản hay là nâng cao chất lượng thương phẩm cũng còn nhiều mặt hạn chế. Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua những cái thuận lợi và khó khăn trong phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về sự phát triển và phân bố ngành thủy sản. Các em quan sát cái bảng số liệu. Đây là bảng số liệu về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015. Chúng ta thấy có 3 cột nè. Đầu tiên là cái cột tổng số nè. Cột tổng số thì chúng ta thấy từ năm 2000 cho đến năm 2015 thì chúng ta thấy là cái sản lượng thủy sản của nước ta là tăng liên tục qua các năm, và tăng từ 2.250,9 nghìn tấn lên 6.582,1 nghìn tấn. Như vậy chúng ta thấy là tăng đến 4.331,2 nghìn tấn. Trong cái tổng số này thì gồm có khai thác và nuôi trồng, và chúng ta xem khai thác cũng tăng liên tục qua các năm và nuôi trồng cũng tăng liên tục qua các năm. Với khai thác thì chúng ta thấy là tăng từ 1.660,9 nghìn tấn lên 3.049,9 nghìn tấn. Như vậy khai thác tăng lên 100 cô xin lỗi là 1.389 nghìn tấn. Và so với năm 2000 thì năm 2015 tăng gấp 1,8 lần. Tiếp theo đó là nuôi trồng. Nuôi trồng tăng từ 590,0 nghìn tấn lên 3.532,2 nghìn tấn. Như vậy ngành nuôi trồng tăng 2.942,2 nghìn tấn, tăng gấp 6 lần so với năm 2000. Lưu ý là phần nuôi trồng là năm 2015 là tăng gấp 6 lần so với năm 2000. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là hiện nay cái sản lượng khai thác ở nước ta vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn là nuôi trồng. Tuy nhiên cái tốc độ nuôi trồng trong những năm gần đây tăng lên khá nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào một cái lược đồ. Chúng ta sẽ kể tên những cái tỉnh dẫn đầu cái sản lượng khai thác cũng như nuôi trồng thủy sản ở nước ta. Chúng ta lưu ý trong cái lược đồ này có một cái bảng chú giải nè, và chúng ta nhìn thật kỹ ở trong cái lược đồ có rất nhiều những cái cột màu xanh, biểu đồ cột. Đó là biểu đồ cột màu xanh cũng như là màu hồng. Cái cột màu hồng là thể hiện sản lượng khai thác, cái cột màu xanh là thể hiện sản lượng nuôi trồng. Như vậy chúng ta xem những tỉnh nào dẫn đầu về khai thác thủy sản. Chúng ta nhìn đây, đây là tỉnh Kiên Giang nè, rồi đến Cà Mau nè, Bến Tre nè, Bà Rịa Vũng Tàu nè, Bình Thuận nè, Bình Định nè, Quảng Ngãi. Đây là những tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác thủy sản ở nước ta. Tiếp theo đó là những tỉnh dẫn đầu về ngành nuôi trồng thủy sản ở nước ta, đó là những tỉnh như là An Giang nè, Kiên Giang nè, Bạc Liêu nè, Bến Tre, vân vân.
Tại sao phải chú trọng phát triển nghề nuôi trồng thủy sản? Tại sao phải chú trọng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản? Như chúng ta biết, nếu chúng ta khai thác thủy sản một cách quá mức thì sẽ dẫn đến tình trạng là cạn kiệt. Chính vì vậy mà việc phát triển nghề nuôi trồng thủy sản với một mục đích là nhằm bổ sung thêm cái nguồn lợi thủy sản tự nhiên có nguy cơ bị cạn kiệt, đồng thời khai thác được cái tiềm năng to lớn của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nông thôn, tạo nên việc làm và tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời ổn định cái nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm. Sau đây là những cái mặt hàng xuất khẩu thủy sản của nước ta nè. Đây là phần nội dung ghi bài của các em. Vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu qua về cái ngành thủy sản. Cái phần này các em cũng sẽ được cô gửi cái nội dung ghi bài sau nha. Tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các em vẽ một cái biểu đồ, đó là cái biểu đồ cột. Chúng ta quan sát cái bảng số liệu trên trên bảng đây. Chúng ta thấy trong cái bảng số liệu này có 3 cột mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là tổng số nè. Cái thứ hai là khai thác và thứ ba là nuôi trồng nè. Ở đây chúng ta có 3 năm, cô xin lỗi là 4 năm. 4 năm là năm 1990, năm 1994, năm 1998 và năm 2002. Thì 4 năm này chúng ta thấy khoảng cách giữa 4 năm này là cách đều nhau hết, nên là rất tiện cho chúng ta vẽ biểu đồ. Cái đề bài là hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở nước ta thời kỳ từ năm 1990 đến năm 2000 và nêu nhận xét. Thì cái phần nhận xét khi nãy cô cũng đã hướng dẫn các em nhận xét rồi ở cái mục nội dung thứ hai. Nội dung thứ hai là chúng ta nhận xét về tổng số sản lượng thủy sản tăng liên tục qua các năm, cũng như là khai thác nuôi trồng cũng tăng liên tục qua các năm và tăng bao nhiêu, thì chúng ta cũng đã được cô hướng dẫn rồi ha. Bây giờ cô chỉ hướng dẫn các em cách vẽ thôi. Thì với cái đề bài là vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở nước ta qua các năm, thì chúng ta sẽ có hai cách vẽ. Một là chúng ta vẽ biểu đồ cột trồng, hai là chúng ta vẽ biểu đồ cột ghép. Như vậy biểu đồ cột trồng nó khác với biểu đồ cột ghép như thế nào? Với biểu đồ cột trồng thì ở cái bài 8 vừa rồi cô đã hướng dẫn các em một cái bài tập rồi ha. Tuy nhiên cô sẽ hướng dẫn lại một lần nữa về cái cách vẽ biểu đồ cột trồng. Đầu tiên muốn vẽ biểu đồ cột trồng thì chúng ta căn cứ vào cái bảng số liệu, chúng ta nhìn cái số tổng nè. Chúng ta nhìn cái tổng số, chúng ta lấy ra con số cao nhất, chọn con số cao nhất là 2.647,4 nghìn tấn nè. Con số này là con số lẻ. Chúng ta sẽ làm tròn số con số này. Cô làm tròn số là 3.000. Như vậy chúng ta sẽ hình dung, chúng ta có thể từ 3.000 đó chúng ta sẽ chia thành 6 đoạn bằng nhau hoặc là 12 đoạn bằng nhau, tùy cách lựa chọn chia khoảng cách là do chúng ta tự chọn. Tuy nhiên ở đây cô nhắc lại là các em có thể chia thành 6 đoạn lớn hoặc 12 đoạn lớn, và chúng ta sẽ vẽ một cái trục thẳng đứng như thế này. Ở đây cô chia thành 12 đoạn nè. Mỗi một đoạn như vậy là 250, 250. Và cái trục thẳng đứng này là thể hiện cái đơn vị là nghìn tấn, còn cái trục nằm ngang này là biểu thị mốc thời gian. Chúng ta có 4 năm thì chúng ta sẽ căn cứ vào số liệu của từng năm chúng ta vẽ. Đầu tiên là chúng ta để ý cái cột khai thác trước, cái cột khai thác của năm 1990. Cột khai thác của năm 1990 là 728,5. 728,5 thì chúng ta nhìn đây, 500 nè, 750 ở vị trí này, vậy 728 nằm thấp xuống một xíu. Chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang qua và chúng ta vẽ cái thành phần thứ nhất trước, đó là khai thác. Tiếp theo đó chúng ta xem số liệu về nuôi trồng. Nuôi trồng là 162,1. Chúng ta lấy con số 162,1 đó, chúng ta cộng với lại 728,5 này, chúng ta sẽ ra kết quả là 890,6.
890,6. Cô sẽ ngầm làm tròn là khoảng 900. Thì chúng ta nhìn đây, đây là 1.000 nè, 900 nằm thấp hơn một xíu, và chúng ta dùng cái thứ chúng ta giống ngang qua, chúng ta vẽ cái thành phần thứ hai ở năm 1990. Như vậy là cô đã vẽ hai thành phần, một là khai thác và một là nuôi trồng. Như vậy đây là cái cột, cái biểu đồ cột của năm 1990, gồm hai phần khai thác và nuôi trồng. Tương tự như vậy, ở năm 1994 chúng ta cũng sẽ vẽ cái thành phần thứ nhất, đó là khai thác nè. Khai thác là 1.120,9. Ở đây là 1.000 nè, 1.120 nằm ở vị trí này. Chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang qua và chúng ta vẽ cái thành phần thứ nhất này. Tiếp theo đó chúng ta lấy số liệu của thành phần thứ hai là nuôi trồng. Chúng ta lấy là 344,1, chúng ta cộng cho 1.120,9, chúng ta ra kết quả là 1.465,0. 1.465,0 nằm ở vị trí này. Chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang qua, chúng ta vẽ cái thành phần thứ hai. Như là vậy là chúng ta đã vẽ xong cái cột năm 1994. Tiếp theo đó năm 1998 chúng ta cũng vẽ y hệt như vậy, chúng ta căn cứ vào số liệu để chúng ta vẽ ở mỗi năm như thế này. Và khi mà chúng ta vẽ biểu đồ xong rồi thì chúng ta phải để ý xem là chúng ta đã ghi các số liệu khai thác và nuôi trồng vào trong cái mỗi cột chưa, và chúng ta đã làm ký hiệu cũng như là ghi tên biểu đồ chưa. Nếu chúng ta quên ghi tên biểu đồ thì chúng ta phải ghi đầy đủ nha, cũng như là nếu thiếu cái phần ký hiệu thì chúng ta cũng phải làm đủ các bước, điền ký hiệu, số liệu vào trong cái biểu đồ thì chúng ta mới hoàn tất cái biểu đồ. Và cô nhắc lại đây là cái biểu đồ cột chồng nha. Đây là biểu đồ cột chồng. Tiếp theo đó cô sẽ hướng dẫn các em tiếp một cái biểu đồ thứ hai, đó là biểu đồ cột ghép. Biểu đồ cột ghép thì với cái biểu đồ cột ghép này thì chúng ta không để ý cái phần tổng nữa, mà chúng ta chỉ để ý hai cái cột, đó là cột khai thác và cột nuôi trồng thôi. Như vậy chúng ta sẽ tìm ra con số nào cao nhất trong hai cột đó. Con số cao nhất là 1.802,6 nè. Con số này là số lẻ, cô sẽ làm tròn số là 2.000. Và từ 2.000 đó các em có thể chia thành 10 đoạn hay là 5 đoạn bằng nhau trên cái trục tung, thì tùy các em. Phần mà chia khoảng cách trên cái trục á, thì là do tự mình lựa chọn, và cô sẽ chia nó ra như thế này. Cô sẽ chia nó ra thành các đoạn như thế này. Như vậy thì chúng ta sẽ căn cứ vào số liệu. Đầu tiên là chúng ta căn cứ vào số liệu khai thác trước. Năm 1990 khai thác là 728,5 nghìn tấn. Thì như vậy ở đây cô sẽ vẽ cái cột khai thác nè. Sau khi cô vẽ xong cái cột khai thác rồi thì cô sẽ nhìn cái cột kế tiếp, đó là nuôi trồng. Nuôi trồng chiếm 162,1 nghìn tấn. Bắt đầu là cô sẽ vẽ tiếp cái cột thứ hai này, và lưu ý là cái cột khai thác và cột nuôi trồng nó nằm sát dính vào nhau như thế này, chúng ta gọi đó là biểu đồ cột ghép. Sau khi các em vẽ xong cái năm thứ nhất rồi thì tương tự như vậy, chúng ta vẽ đến năm thứ hai, thứ ba và thứ tư. Và khi mà chúng ta vẽ xong cái biểu đồ rồi thì các em cần phải lưu ý cho cô những cái điểm mà các em thường hay quên. Thứ nhất là số liệu. Với biểu đồ cột chồng thì chúng ta ghi số liệu trong cột, còn nếu biểu đồ cột ghép thì chúng ta ghi số liệu ở đầu cột nha. Rồi kiểm tra xem là mình đã ghi ký hiệu và ghi tên biểu đồ hay chưa. Nếu chúng ta chưa ghi thì chúng ta bổ sung vào cho đầy đủ. Và cô nhắc lại đây là biểu đồ cột ghép nha các em nha. Như vậy là vừa rồi cô đã giảng xong nội dung của bài chính, cũng như là hướng dẫn các em cái bài tập vẽ biểu đồ cột ghép cũng như là cột chồng. Các em lưu ý, các em về nhà các em sẽ học bài và vẽ lại cho cô hai cái biểu đồ này vào trong tập. Và cô cũng nói trước luôn, sắp tới chúng ta làm bài kiểm tra một tiết thì phần vẽ biểu đồ nó sẽ chiếm 3 điểm, do đó là các em phải để ý. Đây là một trong những biểu đồ cô sẽ lựa chọn cho các em làm bài kiểm tra một tiết đó nhé. Tiếp theo đó các em về các em xem trước nội dung bài 10. Bài 10 cũng là bài thực hành vẽ và phân tích biểu đồ.
Như vậy nội dung bài học mà hôm nay đến đây là hết. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp các em ở tiết học sau các em nhé.